bạn riêng với một chút này và tỏ tiệt với mặt bạn mình nhé đường rào tệ tồn và nhà chung vinh và nhà bạc cam nâng cao bằng crap ở bạn một chút hơi bằng tay mình toàn chọc tế đậm bị bật to từ tiết mà bà khang xa là con bà lâu khang xa là con bàn bà cài chàng mệnh vĩnh bà sông chuyên xa lắm bạc cao cao sống át không nẹ to và nấu tí liên và chia thập bật tay rủi mộc xa mặt ở cách nấu tay bằng to cả khóa mơ nấu không định thân đi phần bình đảm bay bình chia cả chụp chung lạ cả nạ đòi khó chụp bạp nếch chế cả lợi láng đọc bọc hàng xa là đi thân đi phần bình nẹ nòm bia đọc bọc xa là đi thân đi phần bình lục lòng đi mong bàn ở đằng thà xa thà nập hiệp tu tư và xung hợp xung hạt lọ hơi bằng tay vì thiên là ca xoan đi sốc nấu tay bằng to thư đảm bay ở sự mặt cách thu ở bậc cấp bậc chia thà sự thà là phép nâng trở lấp một rốt bậc cái đầy đam vinh hời trả lại cho nó không thì không nằm bình vinh ti liên bậc chia tập bậc tái trở ban bác ở đầm nào cá chỉ thỏa mặt đà bậc tái cùng nè mô tô để chi thu đầm nào tam plau sa thiền nã quạt pe khla quạt chi một đo cái này chậm nội những quạt chụp mưa chung chung quạt trở ban sự mặt cách quạt bầm bay mình ơi miền cao bầm một đom bầm khai thác chỉ cao bầm một đom làng vinh cao bị bậc thăng ngay tết nơi ti liên bởi chia tập tay để trâu ban bó sầm át nâng liêng tức hai công bà tờ co để bàn chạy trên ọ tờ hơi nú trâu ban pra cầm lăng ở bó sầm át sầm rong đâm bay bó sầm át sầm ram đòi cầm hôn dân trí một bó mô sầm ram nâng nông tì liên đi ở sầm át tầm đoàn bà tụ bay chia trả lại cho bàn bác ôi pra lăng vinh men bàn tay nâu chung vinh tì liên bởi chia tập tay nú nâu miên sập hiếp sngọp sngát đọt đè tì cần lăng đè thlop chia tì tăng đạn lộ rút dân nấu ôm tì liên bởi chia tập tài nú có mình toàn tập lọc một đôi ở thòa mặt đá nửa lời đài lụ lông đường mong nẹ nòm bia bó sạch là đi trên niệm bình bàn thay anh tha sẽ thay nập hiệp tu tư nấu không đi trên niệm bình bàn sông học sinh hạt lõ vì sẽ nấu đầm bòn tì liên bởi chia tập tài nâng đầm bòn phá lâu về dưới để bàn khai chia đầm bòn bác tầng kinh tịch từ kịch kia dạng cả áo ca bị ngày sọc đầu viên cầm pa tờ co nâng sầm mặt tờ kịch còn đi vượt hát nâng bồn li phần tay sầm rap một tay chân cúp hồ bò hoa sầm đi trên một pin đã đài nít bạn có ban thưa đồng nào khoa mưa rồi bỏ sầm mặt tờ kịch nếu không nong đi trên một pin đòi bản to thưa đã đài hai thả ní cứ chia với thiên là ca chấm ní rồi bỏ sầm mặt tờ kịch để tờ thưa bạn bảo sân bảo miên ca đi côn rư cả prui bảo rầm thả sầm mặt tờ kịch bấm bay rồi ca chụp rồi chụp nút lụ lòng đường móng ban bảo dồi thả sầm mặt tờ kịch ham pram tại ca chụp chụp na để miên lại cái nạ chia ca rip chấm ca tàu ba nề nề tại bọn nó bạn mình miễn ca an ngầm pi sa mặt cái chủng niên thả ta viên vị thiên ca khoa mưa đọc bọc công bổ lý nâng tâu thư đọc bình nà nụ tì nếu nông sẽ gây thay ca đọc bọc cơ dung hạp tì ở này vĩnh ban bình dưới lầm pi ca vì mù là hết này ca bọc xâm át bạc tờ co cả nạp bạc xung cổ chiết lưu tì liên bởi chiết tập tay nụ thả cơ dung hạp tì ban xâm rách phá á chiếc bọn đọc xoắn ca thư bạc tờ căn ca chụp chung chia xa thề rằng nạ rưu ca đằng hai cơ buôn niên nìa rồi hốt đo là thề nìa đo sa vật tập hiếp chung và chia bổ rốt mở rồi phía rồi bà trăng chung lạch nì nẹ nòm bia bò xa la đi thần niệm đồng bình bình chạy thà bà xanh bà sập hiếp xanh tùy sốc bàn vô mộc rộng bọc cả đầy đàm vinh hải nú xa la đi thần niệm đồng bình nâng ai bình nứt là tập hiếp làng vinh ẩm bí cầm rôn thu bà tạ cam niên nìa rồi bò cả nạ bà chán rưu hạ chịp xem xem bà nít chỉ cả áng đọc bọc kháng xa la cồng bà bần tay kháng nẹ nòm bị đọc bọc hò kênh bạc xung cố chết ở này vinh thả khám yên tê ca đây là ca thư sâu đọc bọc thật thập bà nít chỉ ca lựa lăng bì bù hò kênh bạc xung cố chết bàn lựa lăng thả khuôn miên chết tà na thư bạc tà cam của lòng mộng ní cứ đòi ạ hằng xá đòi tiêm tía từ lưu lạc khăn môi chùm nuôn để khuôn chọn bàn của lòng mộng bà thay kênh bạc xung cố chết có bàn thu lọc bàn bà ca rồi hơi thả nét đai bà bất ẩm phương hằng xa tam ti xa thi ra nạ cứ mình men chi sẽ cam mập hiếp đọc bọc kênh bạc xung cố chết tì bán này thả cứ chi nét đai bằng co ở miền ca nhu nhúng nghe những ca chót bà cánh tầm lẹ một lứa kênh bạc xung cố chết bà ní chi ca lựa lãng đọc bọc nét nòm bia cả nạp bạc dùng cổ chiến bà chẳng nay em một trái sử thị một nụ ở này vinh bàn lực lang tha
ប្រធានសហជីពចំនួន 6 បានកិច្ចខ្លួនទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពក្រោយពីការបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចទៅលើកម្ពុជាកណបៈសង្គ្រោះជាតិមេដឹកនាំកណបៈមេដឹកនាំសហជីពចំនួន 6 ត្រូវបានកិច្ចខ្លួនហើយមិនអាចតាក់ទងបានប៉ុន្តែមន្ត្រីខាងសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាពួកគេកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងកន្លែងសុវត្ថិភាពមួយខណៈដែលសាលាដំបងបានចេញដីកាកោះហៅសាកសួរលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខានិងលោករងឈុនមេសហជីពកម្មករមួយចំនួនដែលបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មទាមទារប្រាក់ឈ្នួលកម្មករចំនួន 160 ដុល្លារកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅកន្លែងសុវត្ថិភាពមួយលោករងឈុនលោកអាប់ធុនលោកប៉ា លោកប៉ៅបាទលោកប៉ៅសេនាលោកស្រីម៉មយឹមម៉មយឹមលោកស្រីយ៉ាសុភ័ក្រនិងលោកជាមនីបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំសហជីពទាំងនេះត្រូវបានរកកន្លែងលាក់ខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីពួកគេបានលើពាក្យចចាមអារ៉ាមអំពីការចាប់ខ្លួនពួកគេពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចពាក្យចចាមអារ៉ាមនេះក៏ទំនងជាមិនខុសឡើយពីព្រោះនៅពេលនេះបើតាមការ អង្គរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិនោះថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោករងឈុនរុករងឈុនរួចហើយដើម្បីឲ្យប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាអៃក្រិចនេះឆ្លើយបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងញុះញង់និងប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋយោងតាមដីកានោះលោករងឈុនត្រូវបានបង្ហាញខ្លួននៅម៉ោង 8 ព្រឹកថ្ងៃទី 14 មករាខាងមុខនេះបាទនិយាយអំពីដីកាតឡាកាលោកខាងមន្ត្រីខាងសិទ្ធិមនុស្សឯនេះវិញបានបញ្ជាក់ថាការចេញដីកាតាមចាប់ឬកតាកោះហៅគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយបំផិតបំភ័យមួយរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សបាទនេះជាការបញ្ជាក់របស់ខាងមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបាទហើយខាង ហើយខាងក្រសួងការពារជាតិឯនេះវិញក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនមួយដែរដើម្បីបញ្ជាក់អំពីជំហររបស់កងទ័ពបាទក្រសួងការពារជាតិមានកិត្តិយសជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា ករណីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគឺជាកុលបុត្រកុលធីតាឆ្នើមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាកូនរបស់បរទេសទេហើយកងទ័ពមានតួនាទីមួយការពារពលនភាពទឹកដីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពារប្រទេសជាតិឲ្យមានស្ថិរភាពមិនឲ្យមានអសន្តិសុខកងខេមរៈភូមិន្ទបានធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនិងប្រកាសគ្រប់កលៈទេសៈដើម្បីរំដោះប្រជាពលរដ្ឋពីរបបខ្មែរ ក្រហមខ្មែរក្រហមកន្លងមកដូច្នេះការធ្វើឡើងរបស់កងទ័ពមិនមែនមាននិន្នាការសម្រាប់គណៈបកនយោបាយណាមួយទេប៉ុន្តែសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលហើយនឹងរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យមានសន្តិសុខឡើងវិញក្រោយការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី 5 កន្លងមកប្រទេសជាតិយើងបានទទួលស្គាល់នឹងការគ្រប់គ្រងពីមតិជាតិភាគច្រើននិងអន្តរជាតិព្រមជាមួយនឹងការគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនដែលបានសម្រេចរួចហើយ សមាគមអន្តរជាតិបានបន្តនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់វិស័យជាប្រក្តីនិងនិរន្តរភាពដែលជាប្រពៃណីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគួរតែអភិវឌ្ឍកន្លងមកដែលគូអភិវឌ្ឍគូភាគីអភិវឌ្ឍកន្លងមកនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកងកម្លាំងហេមរៈភូមិន្ទមានសេចក្តីសោកស្ដាយសូម សន្តិសុខនិងភាពសុខសេមសានរបស់មហាជនដំណើរការមិនប្រក្តីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកិត្តិយសនិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិផងនោះកងខេមរៈភូមិន្ទក្នុងការប្រមាថ មាក់ងាយយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីបណ្ដាក្រុមអ្នកតវ៉ាជួលនយោបាយមួយចំនួនដែលចោទប្រកាន់ថាកងខេមរៈភូមិន្ទកងទ័ពថាជាកងទ័ពបរទេស បាទទាំងអស់នេះគឺជាការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់កងខេមរៈភូមិន្ទដែលកំពុងតែបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិបាទកន្លងមកនេះគឺមានការចោទប្រកាន់ខុសភ័ស្តុតាងជាច្រើនដែលបានទម្លាក់កំហុសថាកងខេមរៈភូមិន្ទប្រមាណជា 70% ត្រូវបាន
ធ្វើបាតកម្មចូលជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប៉ុន្តែពាក្យពេចន៍ទាំងអស់នេះគឺជាការញុះញង់កងទ័ពនិងមន្ត្រីរាជការមិនឲ្យបំពេញភារកិច្ចនេះជាអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ដែលបានចែងជាធរមានដែលយើងពុំអាចទទួលយកបាន ថាត់នៅក្នុងសភាពការដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយនិងព្រួយបារម្ភនេះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសូមអំពាវនាវគោរពថ្វាយប្រគិនដល់ព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីសក្ការៈរួមទាំងភាគីពាក់ព័ន្ធសូមមេត្តាបញ្ជាឲ្យបានដាច់ខាតនៅពាក្យសម្ដីសកម្មភាពដែលញ៉ាំងឲ្យកើតមានអំពើហិង្សា ប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខសេមខ្សាន្តនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខរបស់សង្គមរបស់យើងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាជ្ញាប្រកបដោយកិត្តិយសរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចការពារកតបកិច្ចយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សន្តិសុខជាតិកងខេមរៈភូមិន្ទសូមប្រកាសនឹងប្រាជ្ញាការពារជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងការពារដាច់ខាតរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រមជាមួយនឹងលទ្ធផលនៃការបោះ ដែលជាលទ្ធផលការចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្របាទនេះជាសេចក្តីប្រកាសរបស់កងខេមរៈភូមិន្ទដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនជៀសវាងកុំឲ្យមានពាក្យញុះញង់ពីម្ខាងទៅម្ខាងដែលបង្កើតឲ្យមានចំនួនកាន់តែរីកធំទៅដូចជាពាក្យមួយបានលើកឡើងថាយើងមិនត្រឹមតែចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងចង់បានសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសរបស់យើងឲ្យដើរព្រមគ្នាមិនមែនឲ្យដើរតែប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចថយក
lang miền ẩm phơi hàng xa cát lang hay ai lâu nít cầm bông tại miền ca chót và can khnề tại vùng tây bộ chẳng dương có ai nơi tổ chế khnề bàn này bà ai tổ chế khnề bàn này đầm bay bình chót bằng hàm hay đầm bay châu khuôn tàu chút bình chung khnề nơi khnông rót sập phía rồi hay bình chăng nơi khnông sập phía nơi tạm đòn ban nít chè chè xa rồi bò bình chè bò đòn dương ở trong khơi con cầm lang và đạp bộ bột chừng ngang chừng ngang đa tam ti sa thiên na hay ở trong khơi nhờ ក្រុមប៉ាតកយបស់យើងកាន់ដុំថ្មកាន់ដំបងបាទដើម្បីប្រឈមដាក់គ្នាដោយអង្គហ៊ុនសានាមួយដែលយើងមើលឃើញថារូបភាពទាំងអស់នេះគ្មានអីក្រៅពីការខាតបង់តែអបតិរបស់យើងខាតបង់តែសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយអ្នកដែលរកស៊ីខ្លះហើយកម្មកករខ្លះដែលគាត់កំពុងតែបំពេញការងារគាត់ត្រូវអវត្តមានអញ្ចឹងផលដែលខាតអ្នកណាគេគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងសូមដើរនៅផ្លូវកណ្ដាលមួយ ផ្លូវកណ្ដាលມັນនិយមជ្រុលពេកប៉ុន្តែយើងមិនឲ្យធ្លាក់គេថាដើរនៅក្នុងភាពធ្លាក់ជ្រុះមួយដែលយើងមិនមិនឃើញអញ្ចឹងសូមឲ្យដើរនៅក្នុងការនិយមកណ្ដាលបាទនិយាយបែបនេះខ្ញុំចង់ឲ្យចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងរស់នៅក្នុងសេចក្តីស្ងប់បាទមិនចង់ឲ្យឃើញថាការញុះញង់ណាមួយបង្កើតឲ្យមានការស្អប់គ្នាដោយសារតែខ្មែរខ្មែរគ្នាឯងអញ្ចឹងយើងអាចជជែកគ្នាបាទដូចជារូបភាពខាងដើមនេះអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជ
vì khá biết nhiều nhóm về ai thua ở miền âm phương hàng xa cả làng hai bà sáng có đôi khi này chẳng đáy bà ta mà ca lực lăng đọc bỏ họ không nè bị phía khá thà thò mà nà tê bà sáng có miền sức nông ca to và chui rộng ở phía dụt thì thoa xâm lập bởi chìa bộ đoàn hai có miền ca lực lăng khá đáy thà bê khá bà sáng bàn đa tu nè tì mùi hù bì bà bút giả sản bàn chẳng ở lâu dương nghĩa mộc tặng ở khí này dương dốc ai chấm nói cầm hô khá là bà chấm nói khó khá trâu khá dốc một đạn trọt lượt tóc cảnh đá rồi hóa dương bằng chóp bánh hai chấm mùi khí này tam dạ ca trở trẻ ai lâu dương khuyên tha miền đầy ca có hào xạ xu cảnh nạ bà chăng đôi chìa miền tàng mê bạ phong ảnh nụ bà thiên phong hay nâng miền tàng xã hạ chì phong hay có khá tiết khí này có trâu bàn chạp khuôn bà màn chìa đọc rồi mùi này nó đấy cầm phung tay bà chôm chìa mùi nâng tòa lá cá đấy bị bọt thá nhục nhùng bà tay giang nào cả đói ní cứ thất nâu tòa lá cá tòa hơi dương mình ai chờ thua cả về nhé chìa mùi hợp lâu chìa bạp bàn tế bố ní thất nâu tòa lá cá bàn chân chìa chồng cao chìa xa xâm khăn rồi bỏ hợp chìa bộ đọt tu tớ cứ chọn bàn tìm mùi cứ xoan tìm hiếp ที่ปีคือสัจเพียบที่ใบคือยุติทอในครองสังคมบ่าที่บุญคือปัญหาการยุลคเนตเวงตะมอกบรรจบปัญหาโดยการจะเช็คในเลือดตกบ่าเยื่อหนึ่งอาเมียนไอได้อำเภอหังสาการลางต่อติดแต่เรื่องนี้ยังเคยจับเพียบสงบสัตว์บานการลางหายบ่าในกรณีเซ็งเซ็งมันเมียนการต่อบ่าทีบ่าจังเพียบสงบสัตว์นี้ยังอาจเวิร์ดตัวโรคการจะเช็คคเนตบ่าโดยส่งประกันเลยจุ่มหอมุ้ยกรมเรืออังคเนตเวงตะมอกบ่ากรมประกันท่าสัตว์แต่เนี่ยคลังยังสมท่าขนมเนียมจิตขมายยังอาจจะเจอขณะบางบ่ายังสมประชอบใส่เรื่องยังผลนั่งชมเป็นอย่างเรื่องราวต่างอ่อนนี่บ่ายังตัวแทนในชนเรื่องราวปีแหวนนี่ชมช่องชมเรียบเอาอย่าลุ่มอัดแทนเตี้ยได้ปัจจัยก็เนื้อเมียนคลักคลักได้ยังมันตอนบานลุ่มอัดยังบ่ายสั้นจีเมียนไอ้พลายยังหนึ่งบนต่อปอดเมียนดำใบอ้อยไปเชียวปวดบ่ายยังยุลต่างอ่อนนี้ท่ามันไอ้เตี้ยตัวใบการล้างเนื้อปลาแต่เพียบปนังก็ได้ปัจจัยยังเนื้อแต่บนต่อรอกเจาะเฉียงบานอายเป็นจับบานขนมเนียมยื่นถนัดดังน้อมแนวนโยบายจีจุนจิตขมายบาดอากุนตัวแทนในจุนในเรานี่ฮะโดยสารแต่เปลวิเลียบางอย่างนอนมองสำราสมเปลสำราบันไตจันบางติดเตี้ยในเว็บต่อนี่ชมหนังบุกโกลตัวในตีนี่ต่อไอ้ทางเซรามน้องแต่ต้องอัมพีปัญหาปรมีนจุ่มเวงกะในกุฏิยาลัยจ่อบัดละมือเซ็งเซ็งในบ้านการล้างในขนมสุกุมยื่นประมาณไงนี่บางไอ้แล้วสมเปลสำราบันไตจันบาง